Rồi, chào tất cả các bạn nha. Thì tình hình hôm nay là mình đột kích vô cái khu vực gọi là vườn dừa bạn ơi. Lúc trước mình có gài một hai lần rồi. Cái vườn dừa này chuột cống dữ lắm. Nhớ hồi lúc trước mình bợ hôm nay biết bao nhiêu con mà nói. Bữa nay anh rảnh có thời gian là mình đột kích vô đây gài thử coi sao. Thì cũng giống như mọi khi thôi bạn. Mình gài một chuối với lúa. Mình mới kiếm được cái luồng nó đi, bạn thấy không? Đã không? Bóng ngới không? Gài chỗ này thế nào cũng lụm mà. Đó, đây là mít lúa. Cái bẫy mình mấy cái lò xo cũ quá rồi, nó mềm quá trời mềm mà. Nên đôi khi mình không dám tủ cỏ nhiều nữa, sợ bị gướng lên cỏ đó. Nên chuột nó tung ra được. Bởi vì mình thường đặt bẫy ít khi nào tủ cỏ là vậy. Nếu mà tủ cỏ thì chuột nó dạng hơn. Bữa nào đi rảnh rảnh mình đi mua mới lò xo mới mới được thay vô mới được. Lò xo cũ quá giờ nó xìu à. Sáng mai mà lại đây nó khè khè mà đang thùn lùi ha, lụm gạo. Là quá đã với mình liền. Lâu ngày vô đây bạn coi cỏ mịt mù không? Quá trời cỏ luôn. Mít chịch luôn. Giờ tranh thủ đi gài thôi. Giờ cũng chịu quá rồi bạn ơi, 4 giờ mấy gần 5 giờ rồi. Đi dạch lấy cái luồng nó không cả buổi trời. Kiếm mấy cái luồng nó đi á. Hẹn các bạn sáng mai ha. Mong là sáng mai kiếm hai ba con cống rồi. Thì chủ yếu mình vô đây là săn cống thôi bạn ơi. Chứ cơm thì ở sau vườn mình nói chung nhiều. Vô đây chủ yếu là kiếm khè khè mà cho cảm giác nó mới đã bữa. Rồi thôi, hẹn các bạn sáng mai nha. Chào tất cả các bạn nha. Tình hình sáng nay đi thăm mấy cái bẫy chuột thôi bạn ơi. Mình vô đây chủ yếu mình kiếm khè khè mới được à. Hàng khủng khủng quá. Lâu lâu đột kích vô lãng mạn chúng lắm à. Đường này đường tắt đi khu nghiệp Hòa Phú nè, Cần Thơ rồi bạn. Bởi vì xe chạy ghê lắm. Xin dưới đây nó đang phóng đường này để dạng nó kết nối với cái đường gì mà đường gì, tự nhiên quên ngay xương cả à, cái đường cao tốc các bạn Bắc Nam á, đây nhiều nè, từ trước cụ mình cũng có gì ở đây nè. Rồi, hồi đó nhưng mà bán người ta ít công á, vài công đó. Hồi xưa nghe ba mình kể thôi, giờ ông đó ông mua miếng ruộng đó giờ là cũng không làm tỷ phú luôn rồi. Phóng đường chăn cái ruộng luôn rồi đâu cũng biết mấy tỷ á. Đây là trường dầm kinh thì cái đường này đường đi xuống hàng thẻ như này kiếm dạy công cả kiếm về làm món. Nói chung là cống các bạn làm giả kẹ ăn cũng ngon lắm bạn. Nhưng mà ra thì nói chung là mình chuột á, nói chung là chuột cơm thì ăn nó ngon hơn là cống. Mà đi cái bẫy này chủ yếu là mê dính cống, tại nó bự với nó khè khè cảm giác hơn. Chuột cơm thì ăn thịt nó mềm với nó ngọt hơn là chuột cống. Mà cống dùm thì chỉ có giả cày rồi thôi, ăn nó ngon. Tới rồi các bạn ơi, mở hàng cái đầu tiên nha.
Cái này ghi view hôm qua nè, sáng một sương quá trời một sương, tụm gà thời tiết ôi bất như một cái là giấc sáng một sương kinh khủng luôn. Chuyện đây sao em gu ta không thấy nó sập gì hết, nhìn cái bẫy mà thẳng đơ gì thấy không ổn rồi. Ủa cái bẫy này ngon vậy, không có bẫy gì quyên qua nữa mà. Ủa sống nhăn thì chứ mình thịnh căng thiệt à, lúa ăn uống gì không, không thấy ăn uống luôn còn nguyên hiện luôn, thôi không ổn rồi. Chỗ này bóng lưỡng không đi ta, đâu mở hàng cái đầu tiên đen thù lùi hết khe khe hết, thứ gì chịu nổi. Căng thiệt, cái đầu tiên không có hàng thấy không ổn rồi bạn ơi, để đi cái bao đựng bẫy lại cái thứ hai luôn. Con làm xuông ba khía lên coi, của Trung Quốc luôn, sống nhăn chứ nè bạn coi nè, ăn khoai mì nè, đó nguyên củ khoai mì nữa ha, quốc còn mới cáo luôn nè. Vậy mà nó hôm nó không đi ta, cái chuột này thiệt tình chứ, nó cũng khôn dữ cái thằng vậy chứ, bạn coi nó bư còn mới tôn nè, đắt khoai mì còn từ lưa hột dưa mà. Chuyện qua lại mình giặt chỗ này mình thấy nó còn ấm quá giảm mà lụm gạo rồi, lụm gạo rồi, vậy mình không đi hôm thiệt tình. Chứ sao cũng chết tao, bữa nào tôi vô đây tao hốt con mày à. Giấu mấy tôn vậy đó mà nó không đi. Bữa mình đi gài thì nó đi ăn, bữa mình không đi gài thì nó ăn, nó chuột nè. Mấy chuột để thành tinh nè. Gà vào đây thử coi sao đây. Nói gì nói, hốt một con hai con đen đen khè khè rồi. Nó sung bực khía lên chứ. Em gù gù vậy chơi vậy ai chơi. Chơi vậy không vui à. Ê, ê, có sập đó nha, mình thấy có sập đó nha. Đó, đó. Gì đây? Đèn mung không? Đèn mung không? Đèn mung không? Tên tên. Ủa? Cơm 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 cơm. Cơm 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 cơm. Nhìn xa xa, thấy một đống cỏ vô, thấy không ổn rồi. Chuột này vừa bị gắn luôn á. Chứ đời nói không, ơi, cái này cống con. Này cơm cơm cơm. Ở cống con bạn ơi, cái này cống con, cống con. Tưởng đông cơm không à. Cống này nó mới nở qua sao nè. Vậy còn cống bố mẹ đâu đây, chết với mình. Để đi. Lạng quạng cống bố mẹ nó nằm đây nè chứ đâu. Chà bá lửa rồi, bích cái lập liền. Bích lập không? Ừ, rồi, có sập đó nha, có sập đó nha. Thì ra, ô cơm lú đầu ra, chạy ra kìa. Dàn cháy luôn. Tưởng đâu cống không nậu mày ơi. Cơm nè, chà bá lửa mập phù lù thủ lũ. Ủa thằng giái mà nậu mày ơi, giái nè. Về nướng sả tế mày thôi, chảy mồ hôi lưỡi thiệt chứ không phải chơi đâu. Ngọn lành cành chanh. Mình bao dây chỗ này nè, chỗ này thấy hôm qua thấy ngon quá. Có lụm gạo gì không đây? Có lúa gạo gì không? Ê có sập đó. Ủa lặt bẫy luôn. Rồi xảy gì rồi? Xảy rồi. Tiếc chỉ trời ơi. Phan chạy lên tới đây nè bạn ha. Xảy rồi bạn ơi, uổng cống này rồi. Rồi cứt nó ngoài một đống kìa ông nội ơi, đang thù lùi kìa. Cái phen chạy lên đây nè. Bây giờ xảy con cống này rồi. Tức thiệt chứ. Bẫy mình gài vậy chỉ có con cống bự nó mới xảy thôi bạn. Chứ con cơm sao có khả năng nó ủi ngã cái bẫy này. Cái này cũng có cỏ nè, hai bên nè. Ôi con cống này số nó còn sống nội ơi. Bạn coi nó ăn ốc nè. Đống ốc phải không? Ui, tiếc thiệt chứ. Cứt lẻ ngự vô nè. Một cái chà bá đây nè. Ủa cái này là cái phen nó chạy xuống rồi nè các bạn. Nhưng cái này bị ngã bẫy á, cái phen nó ngược lên lại, nó tung cái phen nó văng lên lại. Ủa quá trời ủa thiệt. Quề tức nó hoài luôn á. Hai bên cái cỏ vậy mà ủa sao ngã được cái bẫy, hay thiệt chứ. Đúng thiệt buồn 5 phút.
chỗ mình kiếm được cống mừng dữ lắm mà thiệt, để cho sảy. Ê có sập này đó nha, cống hay cơm đây, cống hay cơm đây đó bạn thấy không, lại thăm cái bẫy mà cái bẫy cái đầu thẳng đơ là thấy ngon rồi đó, nhưng mà thấy cái bẫy nó trống quá, cái nếu cống là bít lụp rồi thì sống ngang cái bẫy sập không có con gì hết vậy, kỳ vậy, cái bẫy sập không có con nào luôn bạn ơi. Mấy chuột này thành tinh không nội, bạn coi nè, chuột lúa rồi gãi ngoài nó ăn nè, đó nó ăn lúa luôn mà không có, ba bẫy sập không vô gì vậy, nó ăn ngày gì ta, qua đi gãi không có ngại sao trời. Bẫy ngon lành mà không hiểu nổi gì chứ, bó tay thiệt. Ui tào lao mới lao rồi, hôm nay đi cũng có ngày rồi bạn ơi, cái bẫy thì chục cống cũng cất cà ba lửa ngã bẫy sảy, còn cái bẫy thì nó ăn lúa ngoài bẫy sập mà không dính thấy chuột bụng gì đâu hết. Không được không được rồi, căng thiệt chứ. Quà đang có cái nữa, đâu làm ăn thiệt, sống nhăn sống nhẽo. Ê có sập đó, nhà mình thấy có sập đó. Mày hay bưởi. Điện bung coi, điện bung coi. Điện bung ủ cụ 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 cụ. Ô mẹ ơi nó đây nè. Đỏ kè đây nè. Ừ gì chịu nổi. Xin lỗi thứ bảy chịu nổi bạn ú đè bít lụp luôn. Chà bá lửa. Đúng là quá đã chứ. Nè con chữ nè. Bẫy này bẫy bự của mình á, ít ra cũng phải như vậy chứ, xảy cái bẫy kia phải hốt bẫy này mới được chứ. Đó cống nhùm chính gốc kè kè mày kè đó kè bít lụp cắn mày ý mày. Ủa cắn dữ ghê không, dữ mày ăn con cống rồi nè. Ủa thằng cống rồi chứ biết nói luôn á, kè tao mày. Hốt được con này là cảm giác khó diễn tả lắm bạn. Ừ có hẹn rồi nha, có hẹn rồi nha, mộng luôn con nè, cầm cái bẫy rồi nặng chịu luôn á, đặt sĩ tao hả. Không mà nó thiệt cái bẫy đó bạn bự lắm bạn ơi, nghĩ cái bẫy bên hai bên cỏ kiểu cỏ này nè khoảng trống chút xíu thôi, nó vậy mà nó tung sao mà nó ngã được bẫy hay thiệt. Lại đây con cái nữa nè, mà miêu nó cưng vẫn chơi hoài. Dìm đây, dìm đây, chăn sao trong đây khui rồi chung lỏng chất quất, chỗ này không có dấu gió không có đi, cái chỗ này nó búng lưỡng luôn, cái lượng đi trong mà nhưng không có. Hốt được cống đó là thấy mãn nguyện rồi đó. Mình vô đây chủ yếu săn cống mà. Ngon lành. Sao thoát rồi anh cưng. Thoát con thôi chứ đâu cho thoát hai con. Bằng con nghĩ là tức nó hoài luôn là vậy. Cục cức nó bự bằng con căng gu gu ếch trời đi ra vậy đó. Siêu to khổng lồ nè. Con nữa nè. Đây nè. Bạn còn thiếu ớt không? Đó đụng hang nữa ha. Đụng hang mới chát luôn. Bên một lùm này con cái nè, cái này lý tưởng lắm bạn ơi. Ê, đóng con cống là thôi lên tới đỉnh luôn, tới nóc luôn nè. Ủa nó trong một lùm này nè, lại thấy cái bẫy sập xuống nha, thẳng đờ lên đó. Rồi thấy 80% là có hàng rồi đó. Đó trong cái lò đó đó, hé mắt rồi, 1, 2, 5, 10, 15 khui rồi luôn chất quất. Vậy không có ta, kỳ vậy kìa, đó bạn có cái nguyên cái một binh trong á, không lưỡng nó đi ha, lúa ngoài vẫn còn luôn, không thấy nhúc nhích gì hết thì chứng tỏ nó không có đi, quá ấm gì không có, sắp hẹn chứ. Qua còn đặt đâu nữa,
Hôm qua lũi dẹt tùm lum dân. Đi vô hôm qua bạn là vô tới đây nó gần tối rồi mới tranh thủ mình đặt. Đi tới nó thô lũi từ lưa chứ. Lại đây đóng con. Hốt đường cống nó thấy ấm hỉnh nè. Chỗ mình mà kiếm đường cống mừng dữ lắm bạn ơi, mừng hết già luôn á. Dấu hiệu động tĩnh gì không? Hello Ashiromoto. Milo xích lô. Ủa cái bẫy đâu? Ủa đúng tào lao chứ, chỗ này hôm qua không có đặt bạn ơi. Hôm qua mình dạch tài le hết trơn, không có nè. Cỏ thì quá trời cỏ. Chắc nằm bên đây chứ đâu. Chỗ này xiền luôn. Ủa bạn coi nè. Nó bư nó ăn còn mấy cái củ hơi mì thấy ấn lạnh không? Lụm gạo cưng không? Hôm qua có đặt đây không ta? Thấy con dẹt tài le hụt me hết nè. Ê ê thì đúng rồi có bẫy. Ê sập nha, sập đó nha. Gì đây? Mình thấy cái thẳng đơ lên rồi kìa. Gì đây, lọc hồi hộp quá bạn ơi. Không biết bạn sao chứ mình hồi hộp lắm á. 1, 2, 5, 15, khôi. Con cơm nộ mẹ ơi. Vậy tưởng là con cống không à. Tung tăng. Cơm. Vậy mình làm ghê hồn chứ. Tưởng đâu khè khè nữa rồi chứ. Cái vườn này bỏ quang ngon quá trời ngon. Mình không hiểu sao cái vườn này bỏ quang không hiểu. Đây đa số là dừa không à. Cái vườn dừa huyền thoại của mình á. Chuyện qua có gà ở đây không? Chuyện qua lũi lũi đâu trong đây nè. Dạch tao nói trời ơi cái nẻ tao nó ghê hồn cái nẻ chứ. Như ở đây này, trong đây nè. Gì trong đây? Chăn sao gì không? Sao chăn gì không? Ui, nhìn xa xa thấy cái đầu thẳng đơ kìa. Chỗ này ấm hỉnh, chứ quốc rồi. Đi thăm bẫy mà lại thấy cái đầu thẳng đơ cái này thấy rồi. Không ổn rồi, không xong rồi đại dương ơi. Đi qua dạch chỗ này nè. Trâu nguyên chăn nguyên ổ cái nẻ luôn. Nó túa nó quất cho hai khoát cái tay sưng chùm bụp bó tay chứ. Cái bẫy này gà dưới gốc dừa luôn chơi gì cũng sốc. Ê có sập đó, mình thấy cái đầu thân đơ kìa bạn thấy không. Cơm hay cống đây, đi quanh đây cái coi. Cơm hay cống, cống hay cơm, cuốc à rồi luôn vàng chảy. Ồ nội mày ăn cơm mập quá nè. Bự như căng gu gu á. Hối thằng cơm không? Giái nữa. Này là lên cây dừa nè, ăn dừa chứ đâu. Bởi tôi nghi lắm mà. Quá đã. Khoảng như là 5 con cơm thôi là 4 người nhậu thấy cũng đuối đuối vậy. Cái móng chân nó không là được ly rượu rồi. Có hàng không đây? Chàng à. Chỗ này ta đủ cỏ thì ghê hồn lắm. Khui. Rồi luôn chứ quớt luôn. Không thấy động tĩnh gì luôn. Chỗ này cặp theo hàng gạo im quá không có ta. Tại ghê. Mấy chỗ này nếu mà nhà mình gần á mình để lại đêm nữa là qua hôm sau lại quặng lụm liền. Còn đây con cái nữa. Đây là vườn ta trồng nhãn ổi rồi. Cái đó không có cho lạng quạng cái này hốt hàng này các bạn coi nè nha. Dấu hiệu gì không? Động tĩnh gì không? Nhắn nhện tùm lum chơi rồi. Có sập gì không? Ồ chút quốc bạn ơi. Đầu hai cái gì không có ta. Đặt đầu kia cái, đầu đây cái gì chút quốc trơn. Tệ thiệt chứ. Cái hàng gạo này ngon quá trời ngon luôn. Trong kia là vườn nhãn. Vậy không có em nào đi ăn hết. Nè tôi quê tôi vô đây tôi gài lại thế nào cũng lụm gạo bay à. Giờ tiếp thôi bạn ơi. Dưới kia còn lại mấy cái nữa. Còn hai điểm nữa. Điểm hình như chỗ đó vườn tràm của mình là như là 4 cái 3 cái chứ.
Còn cái vườn kia là hình như còn lại 2-3 cái gì nữa. Còn 2 khu nữa. Qua mình chơi lẻ tẻ mà, đánh lẻ mà. Không kiếm được con cống nữa, thôi chúng à. Hai con quá đã rồi. Ở mấy chỗ khác thì nói chung chuột cống nó nhiều à. Các bạn gài cái hạn như là 60 con, chục con không vấn đề. Nhưng chỗ mình mà kiếm được con là mừng dữ lắm đó bạn ơi. Mừng hết già luôn đó. Do chỗ mình giờ ta khai phá nè, ta làm vườn tược trong đen trái á. Nên giờ cơm thì nhiều, mà cống thì nó ít. Chứ chỗ mình hồi đó chuột cống dữ lắm. Giờ mình kiếm được con cống thôi. Chuột vàng hạn không phải là hiếm gì mà khó à. Chỗ mình á. Vườn tràm đó lại lần đó hốt được con nữa là được rồi. Tại vườn kia bỏ được 2 con nha. Bạn thấy tính ghê không, ghê không? Tới cái vườn tràm quyền thoại của mình rồi đó. Lúc trước bợ mấy con cống chà bá đây. Sau này đặt không có nữa bạn, bởi vì mình không đặt nữa. Bây giờ vô đây đặt phục kích lại thử làm sao. Nhưng qua chỗ này nè, móc cũng đắt chà bá lửa luôn, tha tao nó lắng bóng luôn. Mà biết sao đây. Về ông đây. Chuột đẹp. Ê, có hàng nha, có hàng nha. Cống, cống, cống. Đủ cái bẫy mình. Đó, ghê không, ghê không? Xíu sảy không? Ủi từ trên đây nữa mà ủi tới dưới luôn. Khè mày, khè mày, khè mày. Bự nha, bự nha. Điều con này không bằng con nãy. Có là được rồi. Lâu lâu tao vô tao phục kích là không quay không chạy thoát được tao đâu. Không uổng công mà. Móc cục sình chà bá lửa thà láng bóng ha. Không uổng công thiệt. Nằm đi cơn. Còn nữa. Để đi đi. Lâu lâu tôi vô là phải có hàng mới được chứ. Không bay lộng hành quá mà. Bạn này bận con nữa thôi. Ấm hỉnh rồi. Là quá đã nhiều lần được rồi. Đây là bạn ghi chặn gốc này các bạn. Hello. Xích lô. Milo. Mô tô. Rồi luôn. Không thấy động tĩnh gì luôn. Cái này đúng là thiệt là uổng công tha cục sình nè, lông bóng ha. Vậy mà không vô bạn ơi, chắc nghi có một con một á. Vô bãi kia. Đây. Lần này bợn con nữa không? Hai con rồi thêm con nữa, ba con cho nó đã. Ba con nữa thôi là về nhậu đuối rồi. Tên. Cái này hôm qua cũng để thấy địa điểm cũng ngon lắm. Khui. Rồi luôn chất quớt luôn. Để chỗ này có một con. Chơi gì không vui à. Mấy cái bẫy của mình coi biết giờ nó xét một trơn. Rồi sao yếu xìu. Tính ra lâu lắm rồi, mấy năm rồi. Cái bẫy hồi nãy con chuột đó xảy bạn là cái bẫy sau này mình mua đó, bẫy bự đó. Nó xài bằng hai cái lò xo bự mà nặng ghê. Bẫy đó cái lò xo còn cứng lắm. Bởi vì con chuột nó tông ra được thì mình nghĩ bởi vì con cống bự thôi chứ nếu mà con cơm thì bảo đảm bạn là tông không được. Tại đây các bạn, đây giống như cái bẫy này nè mà. Không, hai lò xo hai bên mà cứng lắm. Mà bẫy này bẫy cũ rồi. Mấy cái bẫy đó là mình mới mua 5 cái sau này đó. Rồi nó cứng cực kỳ cứng luôn. Vậy mà con tung ra được. Bây cái đó là chứng tỏ là con cống chứ không phải con cơm. Khu vực này là khu vực cúng cùi nè. Cuối cùng. Đây, dưới mấy mươi con cái nè. Rồi luôn, thấy thẳng đơ các bạn ơi. Chất quốc. Rồi sát mấy mươi gì không có ta. Có dấu hiệu đi ăn uống gì không? Lúa còn nguyên hiện luôn. Mình gài sát mấy mươi này là thường là kiếm cống là nhiều á. Chủ yếu là bắt cống. Chỗ mình giờ dạng mình muốn bắt cống là phải gà sát mấy mương vậy. Chứ trên bờ dạng trên khô gạn vậy nè. Các bạn gà ít nào có lắm. Đa số là cơm không. Lại khu vực này không có con nào kỳ lắm mà. Chơi gì không vui thiệt á. Nó không phải kiếm được con chứ. Nó chơi làm thiệt này nha. Hốt thiệt này nha. Ô chất quốc nè. Không ổn rồi. Không xong rồi đại dương ơi. Lúa còn nguyên hiện luôn.
Dạ, dạ. Chỗ này là cái ruộng nè bạn, giờ ta lên vườn miếng nè. Bên kia ta nuôi vịt đẻ nè, quá trời vịt đẻ bển không. Kiếm con coi. Cái cúng cùi nha, cái cuối cùng à, hốt hàng nè. Khui rồi luôn, im ru rù luôn. Không thấy dấu hiệu động tĩnh đi ăn gì luôn. Chút quớt bạn ơi. Chỗ này vậy không có dở thiệt ta. Rồi luôn, kết thúc chương trình. Quả vịt đẻ quá trời vịt đẻ. Đó. Này người ta mới lên giường nè. Chứ lúc trước ở đây là ruộng mà. Tháng trước đó. Vịt đẻ ghê hồn không. Ở này vẫn còn ruộng. Rồi, giờ về thôi. Gom là chiến trường rồi về. Đây là thành quả các bạn. Cơm rồi. Cơm này để dành ở rắn. À, ở nay ngon lành nè. Đây. Công tơ. Quá. Kệ vô mày. Công siêu to không lộ kệ ra. Cơm dần cháy. Kệ mày, kệ vô mày. Dữ ha. Đó, siêu to khổng lồ. Wow. Thử căn con này nhiêu ta. Ngồi căn thử. Đây, là được mấy con cơm ta? 2 4 cơm, 2 cống thì cũng ngon lắm rồi. Chủ yếu mình đi săn cống mà. Chứ nếu mà săn cơm thì mình ra sau vườn mình bạn. Khu vực ở mấy ông bác mình nè, gà là bao la. Hôm nay sẵn con cống ăn hồi được 3 con rồi. con này con nãy cũng nhém sảy rồi. Nó hên nó chú chưa xuống nó văng xong á. Cái này bữa nào chắc ghi gài nó phải lấy cây ghim nó mới được. Không ghim là nguy hiểm quá. Như cái nãy sảy là nếu mình ghim là đâu bị sảy. Ồ cống nè. Con này biết nói luôn không? Khoái nhất này nè. Ừ. Què chơi mày, khè chơi mày. Dữ ghê không? Khè chơi mày. Khè mày. Con này dần cháy, con này bự nhất trong đám của mấy con cơm. Ồ, hai con chứ, con này mới bự hơn chứ. Hai con này ngang nhau nè. Con này bự hơn chút. Con này nó sinh trước đó 2-3 ngày gì đó. Thử cần cống này bao nhiêu. Cái cần gắn quyền thoại của mình ngày nào đó. Ăn thử nha. Làm yêu như mày. Mày phóng xuống cái đụng phát, bay cái phen lên. Sảy mày nữa là tức điên á. Sảy con được rồi. Yên ơi. Như đây. Yên ơi. Ồ, 1 ký các bạn ơi. Ờ, 1 ký đó ha. Ký giác chút xíu. Ngon lành ha. Thử lấy cái bẫy khác giống thịt bẫy này căng thử bao nhiêu. Đây. Một loại nữa nè. Ừ. Cả ha. Tính đem. Cái này 300g. Vậy con này là 700g bạn. Vô tư. 700g là hơn đó. 750g mới đúng đó. Ủa, con cái hối thần cống chớ 750g nộm mẹ ơi. Bích lập. Cái bẫy sảy nãy đâu, tức quê nó hoài luôn mà. Đâu rồi, cũng cất chà bá còn dính vô cái bẫy á. Trong đây quá. Đây nè. Cái bẫy này mà không nghiêng, sao không nghiêng gì. Thiệt, tới giờ vẫn còn tức hoài, không hiểu nổi á. Tại xung quanh đó là cỏ kiểu gì leo, mình tán hai bên này rồi. Phải như kiểu như chống lỏng vậy, để vậy thì nó tung, kiểu nó lặt bẫy thì chuyện bình thường. Đã hai bên này toàn là cỏ không à, ở xe đít cũng cỏ luôn. Kiểu dây leo á, chứ không phải là kiểu mà cỏ gác mà để mình tắn nữa. Sao tung hay thiệt chứ. Cứ còn chờ bá lửa đi mà chờ. Nhìn cái bãi tiếc núi hoài. Tại chỗ mình kiếm được cống là mừng dữ lắm. Tại ít cống ít quá trời. Bẫy này thì chủ yếu nhờ hai cái phen bên hông là nó rớt xuống là không thể nào mà xảy nổi. Tại trừ ra nó bị lặt bẫy như nãy, phen chạy lên trên vậy nè. Nó mới lặt thôi, nó mới xảy được thôi. Còn xài cái móc dưới nè bạn. Vậy cũng ngon lắm, nhưng cái này móc đó thì mình nào giờ mình cũng không thích xài không bạn ơi. Đôi khi mình làm sơ ý cái đó, mình gài kiểu không nhỏng lên á. Thì nó sẽ không móc vô, mà không móc vô thì tỷ lệ con cột xảy cũng cao lắm. Bởi vì nào giờ là mình xài phen không là vậy. Nhưng mình để đành đạn nó sẽ tẩu thoát được. Lần sau có dịp vô đó tao hốt mày. Con đó bảo đảm khủng. Đây bạn coi này không, hai lò xo cứng ngắt à. Tại dùng hai lò xo hai bên nè. Con chuột cơm cái này hả, lỗi dễ cái cửa mà tung được ra. Rồi so đó nó dễ gì mà giãn cái lực mà con cơm này tung dễ cái rồi so nó giãn được.
Rồi nói gì nói hốt được hai cống này ấm hỉnh rồi ha. Cống này chắc như khoảng nửa ký chúng ta căng thử coi. Cũng giống thịt luôn. Điều 7 này hai lò xo bị mất hết cái lò xo rồi, bởi mình chế thành cái. Thử con cống này nha. 700 g. Vậy con cống này 400 g ta. 350 g. Tại cái 7 này nãy 350 g. Ôi giữ mày. Sứ đẹp mày giờ. Con hồi ông thu cũng sứ đẹp mày ở đó mà giữ. Phải rồi. 300 g. Ui vậy con này 400 g. Ngon lành cành mai, ngon luôn cành chanh. À, mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Này gì đảm hỉnh rồi các bạn ơi. Săn cống mà. Trời ơi nội ơi. Cơm chút xíu mà cũng làm hư cái cò của tao nữa. Lột da mày, tao xả tới mày luôn.